Vâng, xin chào mọi người. Ngày hôm qua mình đã quay cho mọi người 7 dòng loa tầm giá từ 3 triệu đến 4 triệu. Mình có hỏi mọi người thử mọi người thích những mẫu loa như thế nào. Điểm chung mọi người thích mẫu loa như thế nào thì mình sẽ coi comment bên dưới. Và mọi người quan tâm hai mẫu này thì ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem hai mẫu này nhé. Bên trái của mình là dòng loa Bass BT285, bên phải là Agnos K Beatbox EB39. Thì hai dòng loa này mỗi loa nó đều có mỗi cái điểm ưu việt khác nhau. Đó, tầm giá của nó là trên dưới 3,5 triệu nha. Phần giá chính xác thì mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới mọi người nha. Dòng loa bên trái thì rẻ hơn một chút. Rồi. Đặc điểm chung của hai dòng loa này đó là dòng loa thùng nhựa bass 40, một loa bass, một loa chép. Rồi cái điểm khác nhau của nó, một điểm giống nhau nữa là các loa này đều có xài được điện trực tiếp nha. Đều chỉnh được volume bass chép, echo, delay, mid bass, mid chép đều chỉnh được rất là chi tiết. Cái điểm tốt hơn của loa Agnos này đó là nó chỉnh được hai cái chỗ volume micro. Đấy. Còn dòng loa này thì nó có chỗ cắm guitar mà dòng loa này không có chỗ cắm guitar. Đó. Và một điều dòng loa Bass 285 tốt hơn đó là nó có chỉnh được cái mid mix, nghĩa là chỉnh được cái âm chung của cái tầng micro. Đó là những cái thuộc về hình thức bên ngoài mọi người nhé. Bây giờ chúng ta quan trọng nhất vẫn là cái âm thanh mà nó cho ra nó như thế nào. Thì mình sẽ nhờ một bạn quay phim giùm mình và mình sẽ test cho mọi người xem nha. Bản mạch của dòng loa Bass 285 này ở phía sau. Bản mạch của dòng loa Bass hay dòng loa Agnos K Beatbox EB39. Mình nói EB39 chứ gọn nha, thì nó ở phía trước. Bây giờ mình sẽ chỉnh với cùng một mức độ và mình test nhanh cho mọi người nghe nha. Đấy. Mình đã có một cái, mình đã phát hiện ra một cái này rất là hay. Này, ví dụ như cùng một bài đúng không? Đó, mình chỉ cần nhấn cái là nó sẽ qua loa này, nhấn cái nó qua loa này. BT speaker là của loa này. Bass 285. Bên phải là Agnos karaoke nha, đó. Nhấn cái nó tự qua luôn. Đầu tiên mình sẽ để âm lượng đó là 50 mọi người nè. Volume music là 50, rồi mình sẽ cho mọi người coi ở phía sau luôn. Đó. Sau. Bass chép mình để 50 luôn nha. Đây. Bass chép của nó là 50 nha. Rồi, ok. Đó. Hai dòng loa này thì mình thấy âm thanh nó cũng không có chênh lệch nhau nhiều đâu mọi người. Rồi. Cái này thì mình sẽ full volume. Echo volume master của nó 50 thì này là đang mất giống bên kia mọi người nè. Nếu mà để này thì cái này bất lợi rồi, nhưng mà mình để này là công bằng này. Volume to nhất, volume master là 50, bass chép 50. Rồi. Thử nha. Theo mọi người thì dòng loa nào hay hơn? Đây. Test nhạc không lời remix. Rồi. Có vẻ là dòng này nhỉnh hơn chút. Không biết mình có chỉnh gì nhầm không, nhưng mà thấy nếu mà test về cái nhạc này thì dòng này âm thanh nó to hơn chút. Ok, rồi. Mình sẽ thử một loại nhạc khác thử xem. Thử nha.
cái mức 50 á, thì dòng bên trái nó nhỉnh hơn chút. Nhưng mà giờ mình sẽ thử khi mở lớn, thử tiếng loa nào nó sẽ bể nhiều hơn. Hai dòng loa này đều là thùng loa nhựa, nếu mà mở mạnh hết cỡ thì nó đều bể tiếng hết mọi người nhé. Mở full volume quá chết luôn nè. À, bên này cũng vậy. Mình cho mọi người xem nha. Ở đây thì full volume bass chép luôn nè. Mình mới tăng hết cỡ nè. Bass chép full. Đây, bass chép full rồi nha. Rồi. Volume ở đây cũng full luôn. Full luôn. Ở đây cũng full volume bass chép luôn. Đó, nhưng mà mình chỉ để âm lượng điện thoại khoảng chắc khoảng 80 thôi. Bỏ bớt hai nấc đi. Cho để hết cỡ là nó nát loa luôn á mọi người. Thử nha. Vô. Delay là nó tự chỉnh thôi, chỉ có echo thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Ok, đó là tiếng nha. Tiếng khi mình hát chay nha. Tí mình sẽ karaoke thử mọi người. Mình thử đồ hú luôn nha. Tại vì thường qua một thời gian mình test rất là nhiều loa rồi. Thường những loa nhựa nó sẽ dễ hú hơn những loa gỗ đó. Những cái loa nó không có tích hợp được cái bộ mic xịn lắm nên là nó hơi dễ hút. Trước mình đã test nhiều cái loa thùng nhựa cũng tất rồi, để thử cái độ hút thử. Dù gì nó cũng phải ở một độ hút nó chấp nhận được thì chúng ta mới sử dụng được. Đây. Alo. Cái này là hiện tại đang vol 50%. 671267. Nếu âm lượng 50% thì cũng ok. 1. Mình coi thử có đủ hát không. Rừng hoàng đẹp nhất hoa màu tím. Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân về. Đây khoảng 65 là đường hú đó mọi người. Tóc còn ngắn chưa đầy bụi. Rồi nhờ bạn quay xa ra. Đó, 65 là nó tới cái đường hú đó, chúng ta cũng gần đây. Rừng hoàng đẹp nhất hoa màu. Xem cái vol micro đây. 50 mid bass mid treble echo delay 50. Đó, thử nha. Hello. 1 2 3 4 5 6 7. Mình sẽ thử cái chất âm trước rồi sau đó mình sẽ test cái độ hú. Hello. 1 2 3 4 5 6 7. 6 7. Thử độ hú nha. Volume 50. Volume 50. À. Chúng ta đứng cái đầu bên đây đi. Ít hú. Chúng ta hướng cái đầu lại vào. Nó sẽ dễ hút. Alo, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu mà chúng ta đứng như vậy thì máy này. Đó. Những vô loa con dừa là mà sợ nhất là nó bị hú đó rồi. Và thử hát karaoke mọi người nghe luôn nha.
Cười đi em, dẫu cho mình cần phải chia ly. Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là của nhau. Từ vậy anh sẽ tin anh, đưa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Xa nhau, đó cũng chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. And I will be back for you. Em hãy chờ, hãy đợi. Dù sóng tan, dù biến cạn, thì thuyền anh vẫn sẽ quay về. Ok. Là mình vừa test xong mà mình có nhận ra điều gì không ạ? Hồi nãy mình để volume này quá cao. Volume master lúc mình test nhạc mình để hết cỡ lên thì nó cũng volume master này nó cũng là volume của micro luôn, là volume tổng đó. Để quá cao thì nó cũng đồng nghĩa volume micro để quá cao nó dễ hú. Thứ hai mình để bass chém mà để quá mạnh thì cái giọng mình nó sẽ không có theo được, mình sẽ khó hát đó, nên nó sẽ bị hú một chút. Rồi tới cái dòng loa này có kinh nghiệm từ dòng loa này rồi qua dòng loa này chắc sẽ tốt hơn. Nhỏ lại chút. Alo. Rồi thử nha, cùng bài luôn. Cười đi em, dẫu cho mình cần phải chia ly. Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là cùng nhau. Từ nay anh sẽ tin anh, tới đây để chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về bên em thôi. Làm sao anh không nhớ những kỷ niệm của anh? Mấy sao xa nhau, đó không chỉ là thứ hai. Để mai sau mình yêu nhau hơn. Em ai yêu biết anh không có em hãy chờ và đợi. Dù sống tan, dù biến thành bình yên. Chi tiết ở tầng mức độ công bằng đó, nhưng mà mọi người cảm nhận cái nào hay hơn? Riêng mình thì mình thấy cái này hay hơn rồi, mà nó lại rẻ hơn. Còn dòng loa này thì nó đắt hơn mà âm thanh nó thua một chút, không biết vì sao nó lại cao hơn, giá hơn. Mọi người bình luận ở dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn lại. Mọi người muốn test thêm nhiều loa có thể đến trực tiếp địa chỉ là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mọi người có thể nhấn vào cái kênh của mình đã làm review rất là chi tiết tầng mỗi tầng một cho mọi người xem. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều.